chào tất cả các bạn. Trong số trước của chuyên đề du học Mỹ, chúng ta đã được tìm hiểu về những thắc mắc liên quan tới việc làm hồ sơ, các bước hoàn thành hồ sơ, tìm trường, thời gian xin visa du học Mỹ ra sao, vân vân. Và dường như du học Mỹ luôn gắn liền với vô vàn câu hỏi xoay quanh không có điểm kết. Về phía chúng tôi thì hộp thư mail của chương trình ngày nào cũng nhận được sự quan tâm từ phía tất cả các bạn. Điều này cũng được xem là động lực của chương trình ngày một hoàn thiện và phát triển hơn, mang đến những thông tin hữu ích và cập nhật mới nhất cho tất cả các bạn. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với chị Nisa, là chuyên viên tư vấn du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương, để nghe chị chia sẻ những thông tin bổ ích về du học Mỹ các bạn nhé. Xin chào chị Nisa. Chào Ngọc Mai. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng với chuyên mục du học Mỹ ngày hôm nay. Vâng, và chủ đề ngày hôm nay đó chính là du học sinh cần lưu ý những gì khi xin visa du học Mỹ. Thì chương trình có nhận được khá nhiều những thắc mắc từ phía tất cả các bạn học sinh sinh viên như sau. Và câu hỏi đầu tiên là của bạn Hoài Thương, sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, tới chương trình với nội dung như sau. Xin chào tất cả các anh chị, em là Hoài Thương, hiện em đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Hoa Sen. Em đang có dự định du học Mỹ. Tuy nhiên thì em không biết việc học tiếng Anh TOEFL IBT và TOEFL bình thường có gì khác nhau. Hiện nay thì trình độ tiếng Anh của em khá là yếu. Và em có vào học được TOEFL IBT được hay không? Vâng, xin chị Nisa có thể giải đáp câu hỏi đầu tiên cho bạn Hoài Thương được hay không? Câu hỏi của bạn Hoài Thương thì Tân Đại Dương xin trả lời như sau. Hiện tại thì các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ thì đều chấp nhận là chứng chỉ Anh ngữ IELTS tương đương với lại TOEFL, nên là bạn có thể là học luyện thi IELTS hoặc là TOEFL đều được. Thì TOEFL IBT nghĩa là sao? Nghĩa là TOEFL Internet Basic Test. Đây là bài test bằng làm online, khác với dạng bài thi TOEFL cũ, đó là TOEFL Paper thì làm trên giấy hoặc TOEFL CBT là làm trên máy tính. Và hiện nay thì ở Việt Nam chỉ tồn tại bài thi dạng TOEFL IBT, và các trung tâm luyện thi thì cũng chỉ dạy luyện thi chương trình TOEFL IBT này mà thôi. Thì đa số các trường đại học ở Mỹ thì đều yêu cầu điểm TOEFL IBT là từ 61 cho đến 79. Và tuy nhiên thì phần lớn các trường thì cũng không bắt buộc sinh viên là phải có cái điểm này thì mới sang Mỹ đi du học. Và các trường thì đều có các trung tâm Anh ngữ có thể là nhận sinh viên có trình độ Anh ngữ thấp hơn cái yêu cầu đầu vào của trường. Và sinh viên có thể là học Anh ngữ đến khi mà đạt cái tiêu chuẩn và chuyển sang chương trình chuyên ngành chính. Và ngoài ra thì TOEFL thì bạn cũng nên nghiên cứu bài thi IELTS, vì đây là một bài thi rất chuẩn và trang bị đồng đều chuyên sâu cho sinh viên cả 4 kỹ năng, tức là nghe, nói, đọc và viết, và nói mang một cái tính quốc tế là cái tính ứng dụng rất là cao. Tại Việt Nam thì nếu như mà trình độ Anh ngữ của bạn còn yếu và bạn chưa thể là học luyện thi IELTS hay là TOEFL, mà bạn cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng tiếng Anh tổng quát từ bậc sơ cấp hoặc là sơ trung cấp lên đến bậc trung cấp hoặc là trung cấp nâng cao, rồi sau đó thì mình mới luyện thi lấy bằng TOEFL hoặc là IELTS. Thì tiếp theo là câu hỏi thứ hai là của bạn Phạm Quân ở Vũng Tàu, gửi thư với nội dung như sau. Xin chào các anh chị của chương trình, em là Phạm Quân, em đang có ý định làm hồ sơ du học Mỹ. Hiện tại thì gia đình em ở Vũng Tàu có một trại nuôi hải sản khá là lớn. Mẹ em thì kinh doanh hàng hóa ở chợ. Ngoài ra thì gia đình em còn có một dãy nhà trọ đang cho thuê. Nhưng em đang lo lắng vì nhiều bạn khi đi phỏng vấn nói rằng khả năng tài chính gia đình có thể đáp ứng được yêu cầu nhưng vẫn có thể bị rớt visa. Vậy thì chương trình có thể cho em biết là phải làm sao để lãnh sự quán tin em đi học là thật và cấp visa du học Mỹ cho em được hay không? Vâng, xin chị Nisa có thể giải đáp được cho bạn Phạm Quân ở Vũng Tàu hay không? Thì chào em Phạm Quân. Thì việc mà lãnh sự quán từ chối cấp visa vì nghĩ rằng là du học sinh sẽ sang Mỹ để định cư. Tuy nhiên thì trong lúc phỏng vấn cùng với lãnh sự thì ngoài việc là chứng minh tài chính của gia đình đủ để trang trải trong quá trình học tập thì học sinh cũng cần phải là cho họ thấy được những ràng buộc tại Việt Nam để chứng minh ý định quay trở về Việt Nam sau khi mà hoàn thành xong khóa học năm nay. Những ràng buộc là những khía cạnh của cuộc sống của bạn, ràng buộc của bạn là và nơi bạn cư trú, bao gồm các mối quan hệ gia đình, công việc và tài sản. Trong trường hợp mà bạn còn nhỏ tuổi chưa có thể là thiết lập được là những cái ràng buộc nói trên thì viên chức lãnh sự quán sẽ xem xét là cái trình độ học vấn cũng như là cái số điểm học tập và nghề nghiệp của cha mẹ cũng như là những kế hoạch dài hạn như là những triển vọng của bạn ở Việt Nam thì như thế nào.
Và vì vậy thì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, do đó thì không có bất kỳ một cái câu trả lời cụ thể nào để chứng minh được cái sự ràng buộc này. Nên là để được hướng dẫn chi tiết hơn thì bạn Quân nên liên hệ trực tiếp đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương. Thì tới đây thì các chuyên viên tư vấn sẽ phân tích rõ cái trường hợp hồ sơ của bạn và giúp bạn là hoàn thành một bộ hồ sơ đi du học Mỹ là tốt nhất nhé. Vâng, câu hỏi thứ ba là của em Ngọc Dương, học sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Vũng Tàu, gửi thư cho chương trình với nội dung như sau. Em được biết nên du học Mỹ từ sớm sẽ có nhiều điểm thuận lợi. Vậy với độ tuổi của mình thì em có thể du học Mỹ chương trình nào? Và nếu sau này em muốn xin nhập học cũng như là xin học bổng của trường đại học công lập danh tiếng tại Mỹ thì em cần làm những gì và yêu cầu điểm số ra sao vậy ạ? Xin chị Nhi Sa trả lời. Câu hỏi của Ngọc Dương thì Tân Đại Dương xin trả lời như sau. Em có thể đi du học Mỹ khi mà em đủ 16 tuổi, tại vì các trường cao đẳng cộng đồng của Mỹ thì có chương trình kép, vừa hoàn thành xong chương trình phổ thông và vừa hoàn thành xong chương trình cao đẳng cộng đồng chỉ trong vòng là 2 năm. Nếu em đi du học ngay sau khi mà hoàn thành xong chương trình lớp 10 tại Việt Nam thì có thể là rút ngắn được cái thời gian và cũng như là tiết kiệm thời gian học 11-12 tại Việt Nam. Và sau 2 năm thì em vừa có bằng trung học phổ thông tại Mỹ và vừa có bằng cao đẳng cộng đồng. Và có thể là chuyển tiếp lên năm 3, năm 4 đại học nếu em muốn lấy bằng cử nhân. Các trường đại học của Mỹ thì luôn được đánh giá rất cao nên là rất ít khi có học bổng dành cho sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế. Hoặc nếu có thì cũng chỉ có những suất học bổng nhỏ để mà hỗ trợ sinh viên mà thôi. Nếu em muốn đạt được các suất học bổng này thì cũng cần đáp ứng được các đủ các yêu cầu của trường về các điểm số như là TOEFL, IELTS hoặc là điểm SAT. Và ngoài ra thì cũng còn có điểm GPA nữa đó Mai. Thì điểm GPA này thì phải từ là 8 chấm trở lên và bạn sẽ tham gia một bài viết luận có thể hiện được là cái bản thân bạn là thật sự là tốt thì bạn có thể được nhận những cái học bổng từ các trường đại học này. Và một thắc mắc tiếp theo đó chính là một trong những điều mà các bạn muốn biết, đó chính là câu hỏi mà các lãnh sự sẽ hỏi tất cả các bạn khi xin visa du học Mỹ. Vậy thì chị Nhi Sa có thể cung cấp những câu hỏi đó là những câu hỏi gì hay không? Thì đây là câu hỏi cũng rất là nhiều bạn học sinh mà khi đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ quan tâm đó Mai. Thì các bạn lo lắng rằng là không biết là khi vào phỏng vấn thì lãnh sự sẽ hỏi những câu hỏi gì. Trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ cho các bạn một vài câu hỏi và các bạn hãy lưu vào sổ tay của mình một số câu hỏi thường gặp trong quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Bạn tên gì? Hiện tại bạn đang học chương trình gì tại Việt Nam? Hoặc là bạn đã từng xin visa du học Mỹ lần nào hay chưa? Bạn và gia đình đã từng đi du lịch nước ngoài hay chưa? Tại sao là bạn chọn du học Mỹ mà không phải là một quốc gia khác? Hay là tại sao bạn không tiếp tục học ở Việt Nam mà lại chọn đi du học? Hoặc là bạn biết gì về thành phố mà nơi bạn sẽ học? Bạn sẽ học trường nào tại Mỹ? Kế hoạch học tập của bạn là gì? Và bạn học những chuyên ngành gì? Tại sao bạn lại chọn những cái chuyên ngành đó? Gia đình bạn đã từng làm hồ sơ bảo lãnh hay là định cư hay chưa? Ai sẽ là người tài trợ cho bạn trong suốt thời gian học tập tại Mỹ? Hoặc là cha mẹ bạn làm gì? Có khả năng tài chính của gia đình bạn thì như thế nào? Và ngoài ra thì còn rất là nhiều các câu hỏi khác mà khi đi vào phỏng vấn thì lãnh sự sẽ hỏi bạn. Tuy nhiên thì cái để mà dễ dàng cho các bạn thì các bạn nên tham gia lớp học phỏng vấn của Tân Đại Dương. Thì tại lớp học phỏng vấn này các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết các câu hỏi về học tập tài chính dựa trên bộ hồ sơ thực tế mà các bạn cung cấp cho Tân Đại Dương. Và đặc biệt đó là các bạn được tham gia một buổi học phỏng vấn với anh Nguyễn Bảo Anh. Hiện tại anh đang là giám đốc công ty du học Tân Đại Dương thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn những kỹ năng như là làm sao để tự tin khi đi phỏng vấn. Sẽ tóm gọn lại cho các bạn 6 đến 7 câu hỏi mà khi vào phỏng vấn thì chắc chắn là sự sẽ hỏi bạn những cái câu hỏi này. Để đăng ký lớp học phỏng vấn thì các bạn hãy nhấc máy và gọi ngay về số 0838484879 để đăng ký lớp học phỏng vấn ngay hôm nay nhé. Vâng, tiếp tục chương trình sẽ là câu hỏi của anh Hồng Ân. Anh muốn cho con đi du học Mỹ và đang trong quá trình chuẩn bị làm hồ sơ du học Mỹ. Nội dung câu hỏi như sau. Xin chào chương trình, tôi đang chuẩn bị để làm hồ sơ cho con tôi. Con tôi đang học lớp 11, năm sau sẽ đi du học Mỹ. Tôi muốn nhờ chương trình tư vấn cho tôi về những gì cần trong bộ hồ sơ. Tôi nghe nói là xin visa du học Mỹ rất là khó. Vậy thì điều này có đúng hay không? Vậy chị Nhi Sa?
sẽ giúp anh cũng như là quý vị phụ huynh chuẩn bị tốt cho con em mình một bộ hồ sơ đi du học Mỹ. Thì Tân Đại Dương sẽ tư vấn những thủ tục xin visa du học Mỹ các và cũng như là các loại giấy tờ. Thì hồ sơ xin visa du học Mỹ bao gồm như là E-20, mẫu xác nhận đã điền hoàn tất form DS-160, hóa đơn phí service bản gốc hoặc là bản online, một tấm hình 5x5 nền trắng, phiếu hẹn phỏng vấn và các giấy tờ hồ sơ cá nhân như là hộ chiếu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Và bên cạnh đó thì mình cũng phải chuẩn bị một bộ hồ sơ học tập nữa đó Mai. Thì hồ sơ học tập bao gồm học bạ, bằng cấp, bản điểm cao đẳng đại học, chứng chỉ tiếng Anh, giấy khen vân vân. Xin visa du học Mỹ thì không hề quá khó như nhiều người vẫn nghĩ. Và có 3 điều căn bản mà du học sinh cần phải đáp ứng khi đi xin visa du học Mỹ. Thứ nhất đó là bạn phải cho người phỏng vấn thấy được bạn là một du học sinh nghiêm túc với mục đích là đi du học thực sự. Và họ phải nhận thấy là bạn có khả năng trả lời các câu hỏi cơ bản về trường như là vì sao bạn chọn học trường này và những cái chương trình học mà bạn dự định học cũng như là kế hoạch khi mà bạn trở về Việt Nam. Và thứ hai là bạn phải chứng minh được rằng bạn hay là người bảo trợ có đủ số tiền trong ngân hàng để lo liệu cho năm thứ nhất cũng như là nguồn tài chính vững mạnh để lo cho bạn trong những năm tiếp theo. Sau đây là một số ví dụ về giấy tờ có thể chứng minh được nguồn tài chính như là giấy tờ về kinh doanh của gia đình, hồ sơ thuế hay là giấy tờ nhà đất, giấy chứng nhận ngân hàng. Và thứ ba đó là bạn phải trình bày được những ý định trở về sau khi học xong như đã quy định của luật di trú Mỹ. Vì thế thì sinh viên chỉ cần đáp ứng 3 điều kiện cơ bản trên khi xin thị thực thì không quá khó để xin được visa du học Mỹ. Và thực tế thì cho thấy là 30% số lượng hồ sơ khi xin visa du học Mỹ thì bị từ chối. Vì thế thì bạn cũng cần chuẩn bị rất là kỹ cho cái việc làm hồ sơ xin visa cũng như là trả lời phỏng vấn khi mà vào phỏng vấn xin visa. Tân Đại Dương sẽ giúp cho các bạn nắm được những bí quyết cũng như là những chiến lược khi mà trả lời phỏng vấn phù hợp với từng trường hợp hồ sơ của gia đình mình. Và hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn tốt nhất về hồ sơ du học Mỹ cũng như là cách thức trả lời làm sao để mà thuyết phục nhất. Và còn một thắc mắc nữa vô cùng phổ biến hiện nay đó chính là nhiều gia đình khi cho con em mình du học thường vì có người thân ở Mỹ sẵn, nhưng liệu rằng đây có ảnh hưởng tới việc được cấp visa du học Mỹ của học sinh hay là không? Chị Nisa có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này cho các bạn biết để các bạn nắm rõ hơn. Việc có người thân ở Mỹ thì điều này không ảnh hưởng tới việc xin visa du học Mỹ của du học sinh, và du học sinh là phải khai rõ là có người thân ở Mỹ hay là không. Viên chức lãnh sự có thể hiểu việc có người thân ở Mỹ là một điều rất bình thường và đặc biệt đối với những người Việt Nam. Và đặc biệt thì đối với những người Việt Nam, và hãy thành thật về tình trạng hồ sơ của gia đình mình nhưng mà họ không cấp visa nếu như là cái trường hợp mà họ nghĩ rằng là bạn xin visa chỉ để là đoàn tụ gia đình tại Mỹ. Và bạn cũng cần chứng minh được dù có người thân ở Mỹ thì bạn và gia đình vẫn hoàn toàn lo được các khoản chi phí trong quá trình học tập cũng như là cái kế hoạch học tập của bạn phải hết sức là rõ ràng và phù hợp với cái năng lực của bản thân. Và bạn cũng phải trình bày được ý định là quay trở về Việt Nam, ví dụ như là bạn có một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai hoặc là một mối gắn kết với gia đình Việt Nam là rất là lớn. Vâng, hiện nay thì khá nhiều bạn tuy là chuẩn bị hồ sơ về tài chính lẫn học tập khá là tốt nhưng mà các bạn ấy vẫn bị từ chối cấp visa. Vậy thì những lý do gì mà các bạn ấy lại bị từ chối cấp visa vậy ạ? Thì các bạn bị từ chối cấp visa là một trong ba lý do như sau. Thứ nhất đó là bạn không thuyết phục được người phỏng vấn rằng là bạn là có những cái sự ràng buộc ở Việt Nam để trở về sau khi mà bạn học xong khóa học. Bạn không thuyết phục được lãnh sự rằng mục đích qua Mỹ của bạn thực sự là để du học và có khả năng học tập tốt. Và cuối cùng đó là bạn không chứng minh được cho lãnh sự thấy rằng gia đình bạn hay là người bảo trợ có đủ số tiền trang trải chi phí cho năm khóa đầu tiên của bạn cũng như là trong suốt thời gian mà bạn học tập tại Mỹ. Và khi bị từ chối cấp visa Mỹ thì bạn cũng có thể đại xin phỏng vấn xin visa lại. Lãnh sự quán thì không giới hạn số lần phỏng vấn và bạn cũng có thể đại xin tái phỏng vấn bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên thì bạn cũng nên xem xét thật kỹ về cái hồ sơ của mình trước khi mà đi phỏng vấn lần thứ hai nhé. Và cũng như là để tự tin vào cái bộ hồ sơ của mình thì các bạn hãy tới và cảm nhận dịch vụ uy tín của công ty du học Tân Đại Dương. Rất nhiều hồ sơ đã từng rớt visa đã được công ty xử lý và học sinh đã trở thành du học sinh, và chúng tôi cũng rất tự hào mang lại những thành công cho khách hàng như vậy. Về câu hỏi cuối cùng là của bạn Thành An, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư bạn có thắc mắc như sau: em muốn làm hồ sơ du học Mỹ, tuy nhiên thì khả năng tiếng Anh của em không tốt. Em muốn phỏng vấn bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh có được hay không? Thì chị Nhi Sa có thể giải thích về điều này được hay không?
Thanh An thân mến, thì tất nhiên là em có thể là trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt trong khi mà vào phỏng vấn với lãnh sự. Các viên chức lãnh sự thì thường là biết tiếng Việt, nhưng mà nếu mà họ không biết nói tiếng Việt thì đã có bộ phận thông dịch viên bên cạnh. Vì thế em cứ tự tin lên nhé. Và thái độ của em cũng là một phần quan trọng để mà thành công cho cái buổi phỏng vấn này đấy. Và để tham khảo các du học sinh cũng đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiyu.edu.vn hoặc là tdvn.com. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là xem trên kênh YouTube với tài khoản là Du học Tân Đại Dương. Tại đây thì sẽ có những cái clip chia sẻ thực tế của những du học sinh đã nhận được visa, chia sẻ những cái kinh nghiệm phỏng vấn xin visa cũng như là làm hồ sơ du học Mỹ thì như thế nào. Vâng, xin cảm ơn chị Nhi Sa rất nhiều đã đồng hành cùng chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ với những chia sẻ thật bổ ích cho những du học sinh cần lưu ý gì khi xin visa du học Mỹ. Nếu mà các bạn còn bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến việc du học Mỹ cũng như là thủ tục làm hồ sơ du học Mỹ ra sao, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với các tư vấn viên tại Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879, hoặc là các bạn có thể tới trực tiếp văn phòng của công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Website của chúng tôi là tandaiyuong.edu.vn. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Ngọc Mai và Nhi Sa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.